Chào anh em, thì hôm nay mình làm video này và video này có tiêu đề là luyện kêu song song thì nhận và long kích. Tại sao mà có video này? Thì hạt chính thì mình không có nói. Nếu mà anh em luyện kêu cho hạt cây tiền và không chỉ là một hạt là 10 hạt, vậy nên cực kỳ rất là tốn thời gian nếu mà anh em cặp từng hạt anh em luyện. Thì đồng ý là luyện kêu với người tuyết hay là vật phẩm luyện kêu hoặc là luyện kêu người á thì cũng được, dắt từng hạt thì mình phải tốn thời gian rồi mấy. Thì hôm nay mình làm video này thì làm cách này á là mình luyện kêu song song và đôi khi mình dục ở đó luôn, là mình chỉnh 10 hạt, mình vừa luyện kêu và có thể là cày tiền luôn nha anh em. Thì đây mình có cầm một hạt thiên nhãn cấp 90 và luyện kêu thì mình chưa có luyện kêu gì hết. Thì bây giờ mình sẽ luyện kêu song song. Luyện kêu song song ở đây á là mình luyện bên Vân Long Kích trước, rồi xong tới Thiên Ngoại Lưu Tinh. Và luyện cái kêu mà Vân Long Kích á thì mình sẽ kết hợp giữa chiêu 6x và chiêu 9x khi đánh quái, là mình chỉnh chiêu kết hợp để mình luyện vừa giết quái và vừa luyện kêu Vân Long Kích. Và mình luyện đến khi Vân Long Kích á mình thấy á là hút nội lực 3% là mình có thể đi cày tiền được rồi. Cày tiền ở đây á là mình sẽ lựa chọn cái động mà cấp thấp để mình giết quái nó dễ dàng hơn, và đồng thời mình luyện kêu luôn nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tăng điểm kỹ năng và tiềm năng bên Vân Long Kích trước, rồi mình sẽ chỉnh auto cho anh em luôn, rồi xong mình sẽ luyện kêu bên Thiên Ngoại Lưu Tinh nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tăng kỹ năng Vân Long Kích. Đầu tiên là mát hỗ trợ và tiếp theo là mát chính phái. Và tiếp theo thì mình sẽ tăng mát chiêu 6x. Thì ở đây á, server này nó chỉnh sửa là hút nội lực 0%. Theo mình thấy á, là hút sinh lực 3% là đủ rồi nha anh em. Thì nếu anh em nào mà thiếu điểm á, thì mình thấy là anh em thấy cứ tăng 3% á, là anh em có thể đi solo, đi cày tiền cấp thấp rồi. Và đây có hai hướng tăng chiêu 1x và tăng chiêu 3x. Thì đây mình khuyên anh em lên tăng chiêu 1x. Tại sao? Tại vì mình lấy phần trăm hỗ trợ chiêu 6x và chiêu Vân Long Kích anh em. Tại vì chiêu 3x này nè, nó chỉ hỗ trợ chiêu Vân Long Kích thôi. Thì anh em nào á luyện từ cấp thấp lên á thì anh em mình khuyên anh em tăng một điểm chiêu 3x là đủ đam rồi, để đi heo tim để che nè nha anh em. Về tiềm năng, tiềm năng ở đây á điểm thân pháp nha, mình sẽ tăng đúng cái điểm của trang bị phá thiên kích mình xác định là cày tiền mà anh em. Mình chú trọng về đam vậy nên mình chính xác mình không cần thiết máy đâu anh em. Tại vì mình đã có hỗ trợ chiêu 1x và chính phái rồi anh em, nên mình khuyên em nên tăng ít. Thì máu ở đây á mình thấy là tầm tầm 1k 2k là dư sức anh em. Đây mình tăng 66 đi, tăng 7.
rồi, máu gì là đủ rồi, bây còn nhiêu là mình sẽ tăng về sức mạnh để mình lấy đao. Và tăng một điểm ở đây đi. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh auto kết hợp giữa chiêu sâu ít và chiêu phơ lông kích để mình luyện kêu chiêu phơ lông kích nha anh em. Và ở đây á mình sẽ chọn động như thế nào, chọn động ở đây á mình sẽ chọn cái động cấp thấp để mình luyện kêu và có thể là kỳ tiền luôn, và kiếm cái động nào đông đông chút anh em để mình tỷ lệ mình đánh quái nó dễ dàng hơn, luyện kêu nó nhanh, chứ anh em luyện kêu kiếm cái động mà thư thớt quá lâu. Thì đây mình sẽ gợi ý cho anh em hai động đi ha. Thì đây đầu tiên là thiết tháp mê cung nè, thì đây có hai chỗ để anh em luyện kêu, anh em lên tầng 2 đi. Đây một cái ngay cái ngã ba nè anh em, và hai là trên đây nè. Và tiếp theo nữa là đại lý thiên tâm tháp, đây nè anh em, cái góc này nè là cái bãi VIP của thiên tâm tháp nè. Quái này rất là đông và nó yếu nữa, anh em có thể anh em luyện kêu. Thì đây mình sẽ test cho anh em nha, mình sẽ chỉ anh em cách là chỉnh auto luôn. Đây đầu tiên thì mình sẽ bước chính phá cho anh em coi độ chính xác đi ha. Nên anh em độ chính xác mình 5k rồi, anh em thấy là hút vô tư nha. Ủa sao nó chỉnh server này chỉnh 0% mà vẫn hút được nội lực ta, cái kích này đâu có nội lực đâu, chắc này do sai sót bên hệ thống anh em. AD này phải báo AD mới được. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh anh em cách chỉnh auto đi ha. Thì ở đây mình xài là Võ Lâm Bí Sử, auto Võ Lâm Bí Sử 1.3 hoặc là 1.9 đều được nha. Anh em qua cái phần mà tab luyện công nè, bên phần hỗ trợ nè, anh em chỉnh bên nội lực đi ha. Nội lực ở đây á là anh em mình sẽ chỉnh như thế này, là ở đây nội lực mình là 900 907 đi ha. Mình bây giờ mình sẽ chỉnh qua kêu này là thâu, rồi mình sẽ chỉnh là 800 sẽ đánh chiêu này, và volume kích là 900 hay cao quá là 850 đi. Rồi xong mình sẽ tự đánh nè, cho tự do đi. Đó nè, thì nó đánh thế nào nó xuống đánh chiêu vô lông kích nè, nó xuống tới nội lực rồi. Cái kêu này nó hệ thống nó bị sai rồi nha anh em, do cái server này cái người quản lý này test chưa kỹ nè, mới có hút 1% mà nó hút đầy luôn nè, cái này do lỗi kêu nè anh em nha. Gặp server khác á là nó đánh chiêu volume kích nó xuống 850 á, xuống 800 á thì sẽ đổi qua chiêu 6x nó đánh để nó hút nội lực, và vượt móc vượt cái 850 thì đổi qua chiêu volume kích đánh nha anh em. Và tiếp theo đi ha, mình sẽ phụ về đi.
và mình luyện kêu như thế nào, đến lúc nào để mình chuyển qua luyện kêu thiên ngoại lưu tinh. Thì đây đơn giản thôi, thì mình luyện tới hút sinh lực á, hút sinh lực nội lực cộng 3% là thấy mình thấy đủ rồi. Và mình sẽ chọn động nào để mình luyện kêu thiên ngoại lưu tinh, thì mình cũng luyện chọn động cấp thấp nhưng mà phạm vi nó ngắn thôi. Ngắn đây là phạm vi mình, tại vì mình dưới ngựa rồi nên anh em chỉnh phạm vi mà anh em xa, tỷ lệ anh em đánh luyện kêu rất là lâu. Mình chọn 2 đến 3, 2 điểm thôi, 2 hoặc 3 điểm thôi mà chọn phạm vi ngắn nha. Mình thấy là đứng đôi khi là đứng một chỗ cũng đánh được, tại vì đam cái con thiên ngoại lưu tinh này nó thấp lắm, có một kêu à, nó thấp lắm nên nó lâu giết quái lắm. Và anh em chọn cái chỗ nào mà quái ít mà nó bu lại á, thì mình thấy cái động mà cái thiết tháp mê cung này nè, chỗ này là anh em đứng một chỗ luôn á, cái chỗ như nãy mình chỉ á, đây mình làm lại luôn. Anh lên tầng 2 đây, cái chỗ này nè, chỗ này là chỗ này anh em đứng một chỗ là quái nó tự lại, anh em đánh thoải mái lắm, sướng lắm, đôi khi đứng một chỗ cũng được. Nếu mà anh em chỉnh khoảng cách á, thì mình khuyên anh em chỉnh phạm vi nó ngắn hơn, 2 điểm là cùng à. Thì đây, thì nếu mà anh em luyện mà khi nào đến khi ngoài lưu tinh á, đến 11 kêu á, thì mình sẽ tải lại. Một là anh em tải lại, tại vì mình có 1 điểm một lần tải miễn phí à, mình sẽ chỉ anh em cách tải luôn để mình mua hệ tinh và tinh thần quả thạch. Sẽ tải lại luôn. Kỹ năng nè. Và tải kỹ năng. Bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách tải luôn, cách tăng luôn. Nếu mà anh em cấp cao á thì mình khuyên anh em nên tăng như thế này làm thấy là đủ đam á. Còn anh em nào mà tính kỹ luôn nha, trang bị anh em ngon hay là anh em tính đam đi sao cực kỳ hay đi ha, hay đi. Bây giờ mình sẽ tăng mát bên bên thiên ngoại lưu tinh nếu mà anh em tính kỹ nha. Còn anh em nào mà không quan tâm á thì mình sẽ chỉ anh em cách tẩy, cách tăng như thế này về kỹ năng. Thì đầu tiên thì mình sẽ mát hỗ trợ bên thương rồi, còn nhiêu điểm mình sẽ tăng về hỗ trợ bên thiên ngoại lưu tinh. Tại sao mình tăng thế này mình sẽ chỉ em luôn. Và tiếp theo nữa là ma diệm, mình sẽ tăng mát ma diệm, còn nhiêu điểm mình sẽ tăng về hỗ trợ bên thiên ngoại lưu tinh. Tại sao mình tăng thế này, tại vì á, tại vì mình đã xác định là mình kết hợp chiêu volume kích và thiên ngoại lưu tinh, cái này được gọi tên là thiên nhãn biến thái đi ha. Anh thấy anh em hỏi, thấy anh em cũng nói về cái này là thiên nhãn biến thái, mình sẽ lấy tên thiên nhãn biến thái luôn ha. Tại sao mình tăng chiêu một ít bên mâu pháp, tại vì mình sẽ lấy độ chính xác bên hỗ trợ một ít nhanh.
coi bao nhiêu à? Thấy cũng được 5k rồi. Không được 5k, quên, mình chưa tăng về tiềm năng mà. Thì bên tiềm năng thì mình sẽ tăng đúng cái thương thôi. Sức mạnh mình cũng tăng 138. Và thân pháp thì mình cũng tăng 138 luôn. Còn nhiêu điểm mình sẽ tăng về sinh khí. Vậy sao cho anh em? Thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em luôn, chỉ anh em kết hợp hai chiêu luôn. Đây, cho anh em xem cái chỗ mình chỉ anh em luôn. Thì có rất nhiều chỗ để liên kêu. Đây mình sẽ lấy hai chỗ điển hình cho anh em. Đây nè, một chỗ nè, đây cũng được một chỗ nè, đó đó anh em thấy đông không? Ok, vậy bây giờ test chỗ này luôn ha, ở lên kia đây mình sẽ chỉnh luôn hỗ trợ luôn. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại là volume kích, vậy mình sẽ chỉnh thấp luôn là 500 đi, và khi ngồi lưu tinh 550 đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh xuống ngựa. Đó anh em. Rồi cái này bị lỗi kêu rồi. AD đi chỉnh. Lỗi hết kêu rồi anh em ơi. Tại do server này nha, tại server này test á, lỗi hết rồi. Đúng ra là đánh như ngày routine sẽ mất mana tới 5 tới 500 này nè, sẽ chuyển qua chiêu vân kích để nó hút lại nha anh em. Mình cũng không test kỹ nữa do cái server này à. Mình thấy nó đang đang test, mình vô mình làm video cho anh em luôn nhé anh em. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha, cảm ơn em đã theo dõi, bye bye chào anh em ạ. À.